Rồi, xin chào anh chị và các bạn. Mình em sẽ ghi review nhanh cho anh chị và bạn xem đi một cái mẫu này nữa nha. Đây là cái mẫu bóng bạc. Bóng bạc là cái bóng nó hình nó nhựa nó bằng ni lông á anh chị bạn nè. Anh chị nhìn nó thấy giống cái bọc vậy đó, giống cái bọc ha. Hình cái bọc vậy đó. Đây là bóng bạc ha. Đây là bóng bạc hình con khủng long nón. Thì anh chị và các bạn cái nón nè, hình khủng long nè. Bóng bạc thì nó nhiều con á, nhiều tên, nhưng mà có thể là những tỉnh thành và những cửa hàng thì có những tên gọi khác nhau. Nhưng mà anh chị và các bạn muốn chuẩn thì nhiều khi mình muốn đặt hàng thì mình có tấm ảnh nè, mình chụp tấm ảnh lại mình gửi cho nên những cửa hàng đồ chơi thì họ sẽ dễ hình dung hơn ha. Thì bây giờ em sẽ bơm sản phẩm này lên nha, để cho anh chị và các bạn nhìn thấy được cái hình cụ thể ha. Rồi để cha bơm, con bơm thì nào mới xong. Cha bơm nhanh cho cô chú dì chú bác anh chị coi nữa, con bơm thì nào mới xong được. Ở đây là em đang bơm ống bơm tay nha. Thì cái màu này nó có hai màu anh chị các bạn, màu hồng và màu xanh. Xanh này nó là ná, xanh xanh gì bo? Xanh dương. Lá, không có. Ná ná như xanh lá chuối á. À, nó ná xanh lá chuối. Thì ở đây em bơm con màu xanh ngọc hả? Chắc vậy quá. Ở đây em bơm một con màu hồng thôi, thì cái con màu xanh nó cũng tương đương như vậy. Thì màu sắc này có thể là nó ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn, chứ nhiều khi mình không lựa được. Mẫu nào về mẫu nhiều thì em sẽ chia đôi cho anh chị và các bạn, còn mẫu ít đó thì anh chị và các bạn phải lấy một màu nha. Cái sản phẩm này thì anh chị và các bạn cũng phải mua giúp em là tối thiểu là 10 cái trở lên nha. 10 cái trở lên. Anh chị và các bạn lấy nhiều thì nó rẻ tiền ship, mà lấy ít thì tiền ship nó cao thôi. Bởi vì ship liên tỉnh là em lấy 60.000 ha. 60.000 tiền liên tỉnh. Tỉnh nào cũng vậy anh chị các bạn, tỉnh nào cũng vậy, em lấy là 60.000 tiền ship. Lấy nhiều hay ít thì nó cũng vậy ha. Lấy nhiều thì mình lời, còn lấy ít thì mình lỗ ha, lỗ tiền ship. Thì cái liên sản phẩm giá cả này thì em có để dưới phần mô tả ha. Anh chị bấm vào cái phần mô tả thì ở dưới nó có liên sản phẩm. Anh chị truy cập vào cái đường link đó thì nó sẽ chỏ đến cái sản phẩm này, thì anh chị sẽ xem được cái giá kích thước ha. Thì những anh chị bạn nào đang xem video này thì em cũng đo kích thước luôn để cho anh chị dễ hình dung. Còn những anh chị bạn nào mà không xem video thì em có chụp ảnh và có để kích thước trong đó, anh chị vào website thì nó cũng có được kích thước. Thì cái video này là video em không cắt ghép, có làm sao quay vậy. Thì em đo để cho anh chị các bạn hình dung cụ thể nó kỹ hơn ha. Đây kích thước của sản phẩm này anh chị bạn nhìn ha. Ở đây thì em đo thủ công nó có thể chênh lệch ha. Nó khoảng có 50 ha, 50. Và bề ngang. Bề ngang cái sản phẩm này em để đây. Em để như thế này để em đo cho nó dễ anh chị bạn ha. Đây anh chị bạn nhìn nè. Thì nó khoảng cỡ gần 40 ha, gần 40. Thì anh chị và các bạn về cái sản phẩm lấy về mà mình lấy cái thước ra mình đo, mà nếu như kích thước mà nó như tương đương, tương đối với cái kích thước mà em đang đo trong video này là đúng ha. Còn như nó trên lệch quá thì nó sai thì anh chị phải liên hệ lại với em để đổi. Nè ví dụ như là cái con này nè, nó bề ngang là ví dụ như 50 mà về anh chị đo khoảng có 30 hoặc là 40 thì nó là loại nhỏ, hoặc là có thể là sản phẩm không đúng với cái trên trang web của em bán ha. Thì anh chị vẫn phải liên hệ lại với em để đổi trả ha. Nhưng mà đa số là cái này video thực, sản phẩm sao thì em quay vậy, thì em đưa đến tay cho anh chị và các bạn đó cũng là cái sản phẩm trong video này ha, chứ nó ít khi nó bị sai lắm. Và cái bên sản xuất người ta đã sản xuất theo kích thước như thế này rồi thì nó cũng ít khi sai sót khi kích thước anh chị và các bạn không. Rồi xin cảm ơn.